tại trường học LT. Candy lại đi muộn rồi. Chào cả lớp, em vào đây đi. Giới thiệu với các em, đây là học sinh mới sẽ học lớp của chúng ta. Chào các cậu, tôi là Kelim. Wow, cậu ấy xinh quá. Được rồi, em về chỗ đi. Em cảm ơn thầy, mình muốn kết bạn với cậu ấy nhé. Cậu đi theo mình nào. Cậu ngồi đây với mình nhé. Cảm ơn cậu. Các em ôn bài nhé, thầy ra ngoài có chút việc. Vâng ạ. Xin lỗi thầy, em đến muộn. Ủa, may quá, thầy không có ở trong lớp. Ok, đây là chỗ ngồi của mình mà. Cậu xuống dưới ngồi tạm đi. Đây là học sinh mới. Xin chào cậu. Rất vui được làm quen với cậu. Cậu tránh ra đi. Ủa, mình có làm gì đâu chứ. Wow, vòng tay của cậu đẹp thật đấy. Cảm ơn cậu. Ai, đánh đẹo quá. Lisa sao ơi, cho tớ mượn vở đi. Của cậu nè. Từ khi có bạn mới, Lisa không còn quan tâm tới Candy nữa. Điều này khiến Candy rất khó chịu. À, mình có ý này. Candy cười thích thú và tưởng tượng. À, có vàng. Các cậu đừng lo, đã có tớ này. Wow, Candy giỏi quá. Kelim đúng là đồ nhát gan. Mày thật là thông minh. À, Lisa đừng lo. Ui da, đáng sợ quá. Nhìn này, chỉ là một con gián giả thôi mà. Các cậu không phải sợ. Thiệt hả? Ồ, cậu đỉnh quá. Không biết ai là đồ ác thế nhở. Không phải tớ đâu. Thôi, mình học bài tiếp đi. Lisa không thích chơi với mình nữa rồi. Lisa, chuyền bóng cho tớ nào. Cậu bác nhé. Nhìn Lisa và Kelim chơi với nhau vui vẻ chưa kìa. Ơ, sao các cậu ấy chơi với nhau mà không rủ mình chứ. Lisa, tớ không thích cậu chơi với Kelim đâu. Ơ, nhưng mà tớ có làm gì đâu. Chuyện này làm sao. Ơ, bóng của mình. Lần này Lisa ghét mình thật rồi. Hả? Tiếng gì ấy nhỉ? Ôi không! Cứu tôi dây! Có tiếng kêu cứu, chúng ta đi thôi. Ôi, Candy đang gặp nguy hiểm. Candy, mau đi theo bọn tớ. Ủa, Kelly, sao cậu ấy lại? Các cậu mau vào đây đi. Không ngờ cậu ấy lại giúp mình. Kelim, cậu có sao không? Tớ không sao. Các cậu cho tớ xin lỗi chuyện lúc nãy nha. Không có sao. Vậy chúng mình làm bạn nha. Được thôi. Bây giờ chúng mình đi ăn kem đi. Đi thôi. Đắp đũa đôi khi có lúc còn xô lệch. Bạn bè cũng khó tránh khỏi đôi lần cãi vã, giận hờn nhau. Nhưng khi đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, bạn vẫn luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ ta vượt qua nó. Đó mới là tình bạn chân chính. Vậy nên, chúng ta hãy trân trọng tình cảm ấy các bạn nhé. Gem và bài học về động đất cuối cùng cũng xong. Cả căn nhà đang rung chuyển. Là động đất. Ôi. Lại ngưng rồi. Hai em ơi, mau lại đây nhanh lên nào. Chỉ là động đất thôi mà. Ở trong nhà là an toàn nhất. Đúng thế. La Donna thì không nghĩ như thế. Chỉ đang đi chuẩn bị mọi thứ. À, còn thứ này nữa. Ôi trời, Selena và Sam vẫn đang mãi chơi. Thật nguy hiểm. Các em mau lại đây với chị. Có chuyện gì thế chị? Đi với chị nhanh lên. Nguy hiểm lắm. Động đất lại tiếp tục rồi. Nhanh lên nào. Trời ơi. Trời ơi, cửa kính vỡ rồi. Đáng sợ quá. Hai em đã thấy chưa? Không nên ngồi gần cửa sổ khi có động đất. Sẽ rất nguy hiểm đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Em biết rồi ạ. Bây giờ chị sẽ hướng dẫn các em cách bảo vệ bản thân khi có động đất. Hai em đeo khẩu trang vào đi. Vâng ạ.
đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang sẽ giúp chúng ta tránh bị thương ở đầu và hít phải bụi. Hai em giúp chị chuẩn bị đồ để ứng phó động đất nhé. Vâng ạ. Selena, sẽ chuẩn bị gì đây? Là một chiếc đèn pin. Còn Jem thì sao nhỉ? Mình sẽ mang theo một chiếc đài. Còn chị Ladona thì đang tất bật chuẩn bị đồ ăn và nước uống. Đây là thứ không thể thiếu được. Xong rồi. Các em mau lên nào. Chị đang làm gì vậy ạ? Alo, đội cứu hộ ạ. Chúng cháu cần giúp đỡ. Hả? Chị ơi, mất điện rồi. Đừng lo, chúng ta có đèn pin mà. Hang hô. Chị có chuẩn bị cả đồ ăn nữa. Hai em có muốn ăn không? Có ạ. Nhâm nhâm nhâm, ngon quá. Các em sao thế? Em cần nước. Nước của em đây. À. Đột nhiên cường độ động đất tăng cao. Căn nhà cũng rung lắc dữ dội hơn. À. Mọi đồ vật trong nhà như muốn sụp xuống. Các em đừng sợ, có chị đây rồi. Mau đeo khẩu trang lên nào. Vâng ạ. Ngừng lại rồi. Cùng nghe xem có tin tức gì không nhé. Trận động đất đã dừng lại rồi. Đội cứu hộ sẽ đến nhanh thôi. Yeah, đội cứu hộ cũng được đến cứu chúng ta rồi. Có ai ở đây không? Có ai không? Chú ơi, bọn cháu ở đây này. Chú ơi. Hả? Chị ơi, các chú ấy không nghe thấy tiếng của chúng ta. Không sao, chị đã chuẩn bị thứ này. Có tiếng còi. Chú nghe thấy tiếng còi rồi. Chú sẽ đưa các cháu ra ngoài. Yeah, thành công rồi. Cháu cảm ơn chú ạ. À. Vậy là Jem và Selena đã biết cách ứng phó khi có động đất. Còn các bé đã biết chưa nào? Mẹ ơi, chị Ladona lấy bánh của con. Không phải con mà, con không chịu đâu. Con không ăn thật mà. Sao mẹ chỉ tin em ấy mà không tin mình vậy nhỉ? Hồi đói quá. Vì vội đi tìm đồ ăn mà Lisa đã làm vỡ lọ hoa trên bàn rồi. Ôi thôi rồi, làm sao bây giờ? À đúng rồi. Lúc này Ladona. Sao thế này? Ladona, sao con lại làm bất cẩn như vậy hả? Con đừng nên chơi bóng trong nhà chứ. Ôi, không phải con mà. Cả hai chị em đang chơi vui vẻ thì máy bay bỗng lao vào bụi cây. Ladona chạy lại nhặt lên thì thấy có một chiếc ô tô rất đẹp, nhưng không biết là của ai. Không biết ô tô của ai để ở đây vậy nhỉ? Ôi, ô tô của mình đâu rồi? Hả? Ô tô của mình đây rồi. Sao chị lại lấy ô tô của em? Không, chị không lấy, chị thấy nó ở kia mà. Sao con lại giành được chơi của em như thế? Không phải con. Con phải nhường cho em chứ. Mẹ thực sự không yêu thương mình nữa rồi sao? Thôi nín đi con. Chắc hai chị em cũng đói rồi. Mình để bánh đây tí nữa hai chị em ăn. Ôi ngon quá. Ăn thôi, mình đói quá rồi. Ơ, bánh của mình đâu rồi nhỉ? Có phải chị ấy ăn bánh của mình nữa rồi không? Ơ, không. Hai đứa lại có chuyện gì thế? Mẹ ơi, chị Ladona ăn mất bánh của con rồi. Con không ăn bánh của em ạ. À. Bánh này của con ạ. À. Con không chịu đâu. Không phải con không ăn ạ. À. Không nên nói dối. Nói dối là xấu lắm con ạ. À. Nhưng không phải con ăn mà mẹ. Để mẹ làm bánh khác cho con nhé. Dạ vâng ạ. Con cảm ơn mẹ. Một lần nữa mẹ lại không tin lời Ladona. Ladona miếu máu khóc chạy ra ngoài. Ladona phải làm gì để mẹ tin mình đây? Có chuyện gì với con bé đó vậy nhỉ? Ôi, thì ra là con chuột ăn bánh của Lisa. Mẹ con mình hiểu nhầm chị Ladona rồi. Chuyện bình hoa bị vỡ, mình phải làm sao đây? Lọ hoa này là do con làm vỡ hả? Thật á? Cháu làm gì mà buồn thế? Chú dẫn đi chỗ này vui lắm. Không, cháu không đi đâu ạ. À. Nào, đi với chú nào. Không, chú bỏ cháu ra. Đi, nhanh lên. Cháu xin chú bỏ cháu ra. Đi. Ôi, chú ấy. Nhờ có sự giúp đỡ của mẹ mà kẻ xấu đã được trừng trị. Và Ladona cũng thoát khỏi tên kẻ xấu. Dám bắt nạt con gái ta. Hang hô, mẹ thật là tuyệt vời. Vậy là kẻ xấu đã bị bắt. Từ nay sẽ không còn ai bắt nạt Ladona nữa. Mẹ xin lỗi con. Mẹ và em đã trách nhầm chị rồi.
em xin lỗi chị. Không sao, chị không trách em đâu. Yeah, chị tuyệt vời quá. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà ăn bánh nhé. Yeah, chúng mình cùng về thôi. Hey, yeah. Siêu nhân đây. Oh yeah. Yeah, anh thắng rồi nha. Bobby Candy, các con phải cất đồ chơi gọn gàng vào chứ. Vâng ạ. Anh em mình chơi tiếp đi. Một lúc sau, mẹ đi ra thấy nhà cửa vẫn bừa bộn và rất tức giận. Nào hai con, mau dọn dẹp đồ chơi vào đi. Dạ vâng. Bobby phụng phịu ngồi xuống nhặt đồ chơi bỏ vào hộp. Candy ôm búp bê tiến lại gần vỗ vai anh trai. Anh chơi tiếp đi anh Bobby. Được thôi. Ôi không, hình như hai anh em lại quên mất lời mẹ dặn nữa rồi. Bắt em đi này. Mẹ về rồi đây. Ố, mẹ rất tức giận và tịch thu đồ chơi của hai anh em. Ơ mẹ, các con mà không dọn là mẹ sẽ không cho chơi nữa. Đồ chơi của mình. Mẹ đang nấu ăn kìa. Hai chúng mình trốn mẹ ra ngoài chơi đi. Yeah. Búp bê này. Cả siêu nhân nữa. Yeah. Ẵn tù tì. Mình lại thua rồi. Vui quá. Sao nhà cửa còn bề bộn thế này? Mẹ đến bên cửa sổ nhìn xuống, thấy hai anh em đang chơi đùa bên dưới. Không biết mẹ sẽ làm gì để xử lý hai anh em đây. Mặt trời dần lên cao. Ôi nắng quá. Anh mệt quá. Chúng mình đi về thôi. Dạ vâng. Trốn mau. Mẹ kìa. Mẹ đang rất tức giận. Nhẹ thôi, không mẹ phát hiện. Phải làm sao đây? Anh ơi, em nóng quá. À, anh có cách rồi. Bobby định làm gì đây? Wow! Tiến hành thôi. Nhìn tấm bia được hai anh em gắn lại, tạo thành hình ngôi nhà. Vào đi anh Bobby. Yeah, trong này thích quá. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua. Nín đi em. À, anh có cách rồi. Xem anh có gì này. Mình vào thôi. Trong này rộng quá. Ơ, anh ơi, em đói. Nhớ đồ ăn mẹ nấu quá. Hay mình về đi anh. Không được. Ơ, con mũi kìa. Đi đi, đánh ra. Một lúc sau. Ôi da, đau quá. Ôi không. Hai anh em buồn bã bước về phía mẹ. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con biết lỗi rồi ạ. Được rồi, lại đây với mẹ nào. Biết nhận lỗi và sửa lỗi. Bobby và Candy của chúng ta thực sự trưởng thành rồi.